Sáng nay, ngày 19 tháng 5, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết dự lễ trao huy hiệu Đảng và tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng. Dịp trao huy hiệu Đảng lần này đúng vào ngày 19 tháng 5, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là niềm vinh dự, cũng là sự ghi nhận đầy trân trọng của Đảng đối với đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố có 10 đảng viên đủ tiêu chuẩn được trao huy hiệu Đảng, gồm 2 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Lãnh đạo thành phố và Đảng ủy khối các cơ quan thành phố mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân.